chúng tôi muốn nói riêng với các bạn mập mập bên đó đó. Gái lợi. Gái là gì ạ? Gái chip à? Hai anh nên để đánh răng đi ạ. Tôi không phải đứng đây để nhận những điều đó. Trời em có phải là rất nhiều tập anh phải làm cái công việc này? Anh rất mỏi mệt. Em nghĩ là anh Thành là ảnh khang tiếng là bởi vì phải giảng hòa cho hai người đó. Chính xác. Mì Kokomi 90 siêu năng lượng giá chỉ 4.000 đồng. Có biết với ai chọn ở đây nè? Tôi. Dạ đây. Đứng gần đây cho tôi. Cầm. Dạ thôi mình đưa là mình điền không đồng rồi, là không điền ra đó. Cầm. Giờ tôi mới điền này. Tôi điền thì các bạn biết là đội chiến thắng là đội nào, bởi vì chỉ có đội chiến thắng mới mang tiền về cho người chơi thôi. Xin lỗi các bạn. Cho thật thôi. Các bạn thấy tại sao tôi chấm 6 số 0? Bên này chỉ có 1 số 0, tại sao? Tại sao tôi chấm 6 số 0? Bởi vì không có tiền. 8 triệu thuộc về lại. Chúc mừng Foxy. Tôi đáng. Hay quá. Lần đầu tiên hôm nay Foxy đã chứng minh được cái câu rằng là lần nào có tụi em đi thì tụi em không thể nhất được, nhưng ngày hôm nay tụi em đã thắng nhất. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng thấy được thực lực và lối chơi cực kỳ chuyên nghiệp của Bros. Đây là một trò chơi giao hữu cho nên chúng ta vẫn vui vẻ và giữ tinh thần đoàn kết. Và chúng tôi muốn nói riêng với các bạn mập mập bên đó đó. Nói riêng gì ạ? Thắng bại danh liệt. Tại sao ạ? Bất gái lợi. Gái là gì ạ? Gái chip à? Hai anh nên để đánh răng đi ạ. Tôi không phải đứng đây để nhận những điều đó. Trời em có phải là rất nhiều tập anh phải làm cái công việc này? Anh rất mỏi mệt. Em nghĩ là anh Thành là ảnh khang tiếng là bởi vì phải giảng hòa cho hai người đó. Chính xác, em hiểu anh rồi đó. Đón xem Khách Là Chơi 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2022. Mì Kokomi 90 siêu năng lượng giá chỉ 4.000 đồng.